Bộ phim Sứ mệnh lịch sử. Tập 18. Thiếu tá, mời. Cô Bạch, đi một chuyến cùng chúng tôi. Chờ đã. Bạch Linh, anh phải đi rồi. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bọn anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em ra. Bộ trang phục này thật là đẹp đó. Đây là đồ vest bên đơn vị phát cho. Chẳng có gì đẹp cả. Thiếu tá Nachikawa, mọi người ra ngoài trước đi. Đội phó tiền, hôm nay vẻ mặt không được tốt gì. Nghỉ ngơi không đủ hả? Có thể là do trong bệnh viện quá lâu, nên vừa về nhà cũng chưa quen lắm. Tối qua tôi bị mất ngủ. Tôi nghe nói thủ đoạn thẩm vấn của đội phó tiền vô cùng lợi hại. Không dám, không dám. Cứ phát huy hết mình đi. Hôm nay để tôi mở mang tầm mắt. Được. Thiếu tá đi thông thả. Thiếu tá Nachikawa, đội trưởng Điền, anh đến muộn quá đó. Kêu tôi đến có chuyện gì? Cho anh xem một vở kịch hay.
Bạch Linh. Bên này. Hai chúng ta trò chuyện có được không? Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi không có gì để nói với anh. Hai chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện một cách hòa thuận được sao? Cô và tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở Trấn Dư Điền. Cô cũng biết, từ nhỏ tôi đã thích cô rồi, nhưng cô chưa từng để mắt đến tôi dù chỉ một lần. Cô biết tôi đau buồn lắm không? Bạch Linh, cô nói tôi biết, từ nhỏ đến lớn cô có từng thích tôi dù chỉ một chút thôi không? Tiền Nhất Phi, anh nghe cho kỹ đi. Đừng nói cả đời này, cho dù là kiếp sau tôi cũng không để ý anh đâu. Tại sao chứ? Tại sao cô không thích tôi? Cô thích Điền Tiểu Mãn, hắn ta có gì tốt chứ? Hắn ta hơn tôi chỗ nào? Hắn ta xuất thân là một nô tài, không có của cải, không có địa vị. Tiền Nhất Phi, tôi dù sao cũng là thiếu gia của nhà địa chủ. Sao cô có thể buông bỏ tất cả để bỏ trốn với hắn chứ? Sao cô không chấp nhận tôi chứ? Thiên Kiệt, cô kêu tôi đến đây để xem Tiền Nhất Phi giở trò đổi bại sao? Đừng vội, vẫn chưa đến lúc hay đâu. Bạch Linh, phụ nữ các cô chọn đàn ông không phải dựa vào hai điểm sao? Tiền trên người và người trên giường sao? Hắn ta có thể cho cô cái gì? Chỉ có thể là người trên giường thôi. Tôi cũng có thể mà. Anh là tên súc sinh, cút đi cho tôi. Cô đừng không biết tốt xấu, tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi cho cô cơ hội lần cuối. Bây giờ cô đang là phạm nhân. Nếu cô chọn đúng thì cô có thể vinh qua phú quý. Nếu cô chọn sai thì cô không có đường lui đâu. Thiếu tá Nachikawa, rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Đây đâu phải là thẩm vấn, đây chính là một phần trong cuộc thẩm vấn. Tôi lại cảm thấy đội phó Tiền vô cùng sáng tạo. Cô đừng thấy hắn ta bây giờ là đội trưởng, người tung kẻ nịnh, nhưng hắn ta không có chống lưng mạnh như tôi đâu. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi đạp hắn xuống, làm trâu bò cho tôi sai khiến. Bạch Linh à, cô là phụ nữ thông minh nên cô biết thời thế. Cô phải nhìn rõ cục diện. Cô chọn đi. Cô chọn tôi hay là chọn hắn? Tiền Nhất Phi, anh biết không, trong lòng tôi anh chỉ là tên khốn thôi. Bạch Linh, đủ rồi, mau kêu cậu ta dừng lại. Đều là người của mình, bỏ súng xuống đi. Đội trưởng Điền, anh nên thay đổi tính khí nóng nảy của anh đi. May là người đang ở đây là tôi, nếu như là Kazu thì chắc chắn sẽ không nói chuyện được như vậy đâu. Tôi hết lòng quan tâm giúp đỡ anh, anh nên biết trân trọng đi. Nếu như tôi vẽ hai đường như vậy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì Điền Tiểu Mãn sẽ còn cần cô nữa không? Thuyền phải ra bến. Bạch tuột lên bờ. Ông đến trễ rồi. Tai mắt nhiều quá, trên đường không an toàn. Cậu chính là người Chu Tấn Đào kêu tôi tìm kiếm sao? Tôi là Dạng Hải Đào, biệt hiệu Gió Bão. Sau này tôi sẽ phụ trách công việc của trạm quân thống Trấn Dư Điền. Hân hạnh. Bên phía Trùng Khánh đã nhận được tình báo của Chu Tấn Đào trước ngày hy sinh. Người Nhật Bản quá xảo quyệt. Bạch Linh bây giờ như thế nào rồi? Bạch Linh đã bị nhốt lâu lắm rồi. Nếu còn tiếp tục sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu cô ấy.
quân thống đảo quốc dân đã tìm tôi, muốn tôi trở thành người của bọn họ, còn đặc biệt hiệu cho tôi là Bạch Tuộc. Tiểu Mãn, hiện tại thế cục vô cùng phức tạp, anh đang gánh vác sứ mệnh của đảng tôi, tuyệt đối không được lộ thân phận của bản thân. Chuyện này tôi hiểu rõ. Quân thống đảo quốc dân chỉ cần là kháng Nhật thì chúng tôi đều ủng hộ. Chuyện này tôi cũng biết. Bây giờ tôi sẽ báo cáo cho mọi người phương án cụ thể để cứu Bạch Linh. Điền Tử Mãn đã nhìn ra được Đường Thiên Kỳ chính là muốn hủy hoại Bạch Linh. Lúc này đây, tại sao Bạch Linh vẫn chưa hành động vậy? Điền Tử Mãn bắt đầu nghi ngờ, có thể Bạch Linh vẫn chưa lấy được thuốc. Thời gian trôi qua từng giây từng giây. Thiếu tá Nachikawa, tôi có vài lời muốn nói với Bạch Linh. Cho tôi vào đó. Đi đi. Cô chọn tôi hay chọn hắn? Hả? Đội phó Điền, tối hôm qua vừa nói làm người phải nhân đạo mà. Đều là bạn bè cũ, sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Đội trưởng Điền, tôi cũng không còn cách nào khác, nên phải làm theo mệnh lệnh thôi. Vừa nãy thấy cậu uống rượu mà không có mồi. Đây là gà nướng tôi mua cho Bạch Linh, cậu cũng ăn chút đi. Đội trưởng Điền, anh thật chu đáo đó. Bạch Linh, lần trước anh tặng gà nướng cho em, em không ăn được. Bây giờ em ăn đi. Điền Tử Mãn, anh đứng lại đó. Điền Tử Mãn, Điền Tử Mãn, có phải anh đã? Anh nói đi. Tối qua lúc tôi đang ngủ, anh làm trò quỷ bên cạnh giường tôi phải không? Anh hù dọa tôi. Đội phó Tiền, sao vậy? Báo cáo thiếu tá Nachikawa, tối qua lúc tôi đang ngủ, tôi phát hiện một đầu gà đã chết ở trên giường tôi. Có thể là cùng một con mà Điện Tử Mãn mang tới. Chẳng lẽ cô nằm mơ bị đánh cũng hỏi tội tôi sao? Chuyện gì mà linh tinh vậy? Đội phó Tiền, vào trong tiếp tục thẩm vấn đi. Điện Tử Mãn, nếu như hôm nay tôi không thành công chiếm được Bạch Linh, tôi không phải họ Tiền. Xem ra Bạch Linh kia không đón nhận lòng tốt của đội trưởng Điền rồi. Bạch Linh, hôm nay tôi phải chiếm lấy cô trước mặt Điền Tiểu Mãn, để xem hắn ta có đến đây cứu cô không. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, buông tôi ra. Anh buông ra. Buông tôi ra. Bạch Linh, Bạch Linh, Bạch Linh, cô sao vậy? Bạch Linh, cứu người mau. Bạch Linh, cứu người đi. Bạch Linh, Bạch Linh, cô sao vậy? Bạch Linh, Bạch Linh, người đâu, mau đến đây, mau cứu người đi. Bạch Linh. Tiểu Mãn, kế hoạch giải cứu mà cậu nói chúng tôi đã đồng ý rồi. Cảm ơn. Tôi định sẽ hành động sớm nhất. Đây. Đây là gì vậy? Đây là một loại thuốc vừa từ Đức chuyển đến đây. Sau khi uống vào sẽ tạo ra hiện tượng hôn mê 10 tiếng. Sau 10 tiếng sẽ tỉnh lại. Nhưng mà cái gì? Chỉ có thể tỉnh trong vòng 2 tiếng thôi. Sau 2 tiếng đó thì sao? Trong 2 tiếng đó nhất định phải uống thuốc giải, nếu không sẽ mất mạng. Ý của ông là
Kêu Bạch Linh uống thuốc này. Vậy thuốc giải đâu? Đợi cứu được Bạch Linh, chúng ta hẹn gặp ở thành phía nam. Đến lúc đó, tôi tự khắc sẽ đưa thuốc giải cho Bạch Linh. Ông đang đề phòng tôi à? Không phải đề phòng, mà là làm cách chắc chắn nhất. Bạch Linh bây giờ là nghi phạm của người Nhật Bản, lỡ như không cứu ra được, vậy Bạch Linh chỉ có thể hy sinh cho đảng thôi. Vì vậy, hành động lần này nhất định phải thành công. Người đâu? Người đâu? Bạch Linh, Bạch Linh, cô đừng dọa tôi mà. Bạch Linh, thiếu tá, tôi không biết tại sao cô ấy như vậy nữa. Tiền Nhất Phi, cậu khốn kiếp cậu, ai cho cậu làm như vậy hả? Chơi chiêu khổ nhục kế với tôi à? Đừng có hỏng mà. Còn đứng đó làm gì? Gọi xe đi. Tôi cũng không muốn như vậy đâu. Ai mà biết sở hữu của ta ra nông nổi này. Cậu đừng phí lời. Nếu Bạch Linh có chuyện gì, tôi bắt cậu đền mạng. Mau kêu xe. Tôi kêu. Đợi đã. Đợi cái gì chứ? Còn đợi nó mất mạng đó. Đúng đó thiếu tá. Đội trưởng Điền, tôi cảnh cáo anh đừng cản trở tôi thẩm vấn phạm nhân. Thiếu tá, có gì từ từ nói, đừng nổ súng mà. Có được không thiếu tá? Đường Thiên Kỳ, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Rõ ràng cô muốn ép Bạch Linh vào con đường chết mà. Đây là chức trách của quân Nhật Bản. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Diễn xuất giỏi đó. Được. Để tôi xem cô diễn được bao lâu. Đội phó Tiền, anh là người thẩm vấn chính. Anh làm cô ta tỉnh đi. Thiếu tá, nếu tôi có cách làm cô ta tỉnh, tôi đã làm từ lâu rồi. Tình hình này, cô ta thật sự nguy hiểm đến tính mạng đó. Không phải cậu đã nói với tôi nhất định thẩm vấn ra kết quả sao? Đúng là vậy, nhưng tôi không ngờ cô ta bị hù ra nông nổi này. Thiếu tá, bây giờ còn thẩm vấn nữa cũng không được gì đâu. Lập tức đưa đi bệnh viện đi. Cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Thiếu tá, cô đừng giỡn mà. Tôi thật sự không làm được như vậy đâu. Thiếu tá, gương mặt xinh đẹp này, đáng tiếc rồi. Thiếu tá đừng mà. Thiếu tá đừng mà, tôi xin cô đó. Tôi xin cô, tha cho cô ấy đi. Cô ấy chịu không nổi đâu. Cô đừng làm như vậy mà. Thiếu tá, tôi cầu xin cô đó. Tiền Nhất Phi, thì ra cậu yêu Bạch Linh đến vậy sao? Được thôi, vậy cậu thay cô ta chịu trận đi. Thiếu tá, đừng. Đường Thiên Kỳ, cô biến thái thật mà. Đây đâu phải thẩm vấn đâu. Rõ ràng cô muốn hủy hoại cô ta. Để thỏa mãn lòng riêng tư của cô đang trả thù riêng. Buông tay ra. Tôi kêu anh buông tay ra. Đường Thiên Kỳ, món nợ này tôi nhất định sẽ tính với cô. Thiếu tá, tôi... mau phái một chiếc xe đi bệnh viện. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Đưa Bạch Linh đi bệnh viện. Nhanh, hành động theo kế hoạch. Dân,
Nhanh, đi theo xe phía trước, đến bệnh viện. Nhanh, hành động theo kế hoạch. Đi, đi. Báo cáo. Vào đi. Thiếu tá, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lúc thẩm vấn Bạch Linh, Bạch Linh đột nhiên ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, bị đưa đến bệnh viện rồi. Cậu lập tức đến bệnh viện xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dân. Bác sĩ đâu? Bác sĩ, mau chóng cứu người. Bác sĩ, mau chóng cứu người. Bệnh nhân sao vậy? Hôn mê bất tỉnh, lý do cụ thể tôi cũng không rõ. Mau chóng tiếp tục cấp cứu. Cảm ơn. Đặt bệnh nhân xuống giường đi, nhanh. Tình hình sao rồi? Vẫn trong trạng thái hôn mê. Cần tiêm thuốc trợ tim không? Không cần, trước tiên quan sát đã. Anh quan sát cô ấy, tôi ra ngoài thông báo cho họ. Tình hình bệnh nhân ra sao rồi? Chúng tôi phán đoán sơ bộ, bệnh nhân có khả năng chịu sự hù dọa quá mức, khiến thần kinh căng thẳng quá độ, dẫn đến ngất xỉu. Nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng khác. Khả năng khác? Khả năng gì? Hoặc là trúng độc do ăn uống. Trước mắt kết quả kiểm tra vẫn chưa có. Có thể uống thuốc gì đó nên dẫn đến tình trạng này. Thiếu tá, tôi cảm thấy tình hình này của Bạch Linh chắc là do trúng độc ăn uống hoặc uống thuốc gì đó rồi. Bạch Linh luôn bị nhốt trong phòng giam. Thuốc ở đâu ra? Nếu như có thì cũng do cậu đưa. Còn mắt nào anh thấy tôi cho cô ta uống thuốc chứ? Nếu như không có thì theo như bác sĩ nói là bị hù dọa quá mức. Tình hình hiện tại do cậu lập ra. Anh đừng có đùa nữa. Nếu anh nói phụ nữ khác bị tôi hù dọa ra như vậy thì tôi tin. Nhưng nếu là Bạch Linh có chết tôi cũng không tin. Bạch Linh có tính cách thế nào hả? Cô ta gặp ma cũng không sợ mà. Muốn đào hông thì tự sát nhảy xuống vực. Ai mà dọa được cô ta? Cô ta nhất định đã uống thuốc rồi. Thời gian gần đây chỉ có cậu tiếp xúc gần với Bạch Linh. Ngoại trừ cậu thì ai có thể đưa thuốc cho cô ta? Tôi tiếp xúc gần với Bạch Linh, các người ngồi trong phòng giám sát đều thấy tôi thẩm vấn thế nào mà. Dù sao cũng chỉ có cậu có hiểm nghi. Tôi không nói chuyện với anh nữa thiếu tá. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Tôi một lòng cống hiến cho quân Nhật Bản. Cô phải làm chủ cho tôi. Hai người im hết đi. Chuyện này cuối cùng cũng sẽ lộ chân tướng thôi. Bác sĩ, hiện tại Bạch Linh có nguy hiểm tính mạng không? Tình hình của bệnh nhân tương đối đặc thù, nhưng mà nhịp tim và huyết áp vẫn bình thường, có lẽ không nguy hiểm tính mạng đâu. Đương nhiên chúng tôi cũng phải quan sát thêm mới có thể biết được. Vậy cô ta lúc nào thì tỉnh lại? Chuyện này tôi cũng không rõ, vì bây giờ chưa làm rõ được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nên không thể có câu trả lời chính xác. Vậy đi, anh đợi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thông báo ra ngoài, hôm nay toàn bệnh viện phải canh gác nghiêm ngặt. Tất
cả nhân viên ra vào nhất định phải xuất trình thẻ nhân viên. Người nào không phận sự không được vào đây. Dân phòng bị chặt chẽ. Nếu gặp nhân viên nào khả nghi, giết chết không tha. Dân tôi nhắc nhở thêm một lần nữa, người nào không nghe chỉ huy, cố ý thả người, tự mình hành động thì lập tức xử phạt, hành hình tức khắc. Dân đội trưởng Điền, gần đây anh cũng vất vả rồi, đừng buông ba bên ngoài nữa. Tôi thấy anh nên quay về đội điều tra và chỉnh đốn lại nội vụ đi. Chuyện trong coi Bạch Linh giao cho đội phó Tiền. Dân, trách nhiệm to lớn, một khi có sơ suất gì không ai bảo vệ được anh đâu. Dân, tôi đã hiểu rồi, thiếu tá yên tâm. Còn nữa, vì để an toàn trong coi, hãy sắp xếp cho Bạch Linh ở một nơi dễ trông coi đi. Dân, bác sĩ, đến gian phòng của anh đi. Được, mời bên này. Đội trưởng Điền, nghe rõ mệnh lệnh của thiếu tá không? Anh vẫn còn việc phải làm đó. Nói tôi tiếp xúc thân mật với cô ta. Giờ tôi phải tiếp xúc thân mật với cô ta nè. Bác sĩ, loại thuốc mà anh nói, có thể nói cụ thể cho tôi biết không? Loại thuốc này tôi cũng nghe nói, tác dụng của thuốc tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là bài trừ các khả năng dẫn đến tình trạng của bệnh nhân thôi. Bất luận ra sao thì loại thuốc này hiếm như vậy, đáng lý không thể xuất hiện ở nơi như Trấn Dư Điền được. Báo cáo, vào đi. Thiếu tá, Bạch Linh đã nhập viện rồi. Đường Thiên Kỳ sắp xếp cho đội điều tra ở bệnh viện canh gác nghiêm ngặt. Thiếu tá, sự sắp xếp này của Đường Thiên Kỳ có chút kỳ lạ đó. Sao lại kỳ lạ? Cô ta không để Điền Tử Mãn phụ trách canh gác, mà để Tiền Nhất Phi làm. Biết rồi, cậu lui xuống đi. Dân, đội phó Tiền, tối hôm qua có người mới nói là phải nhân đạo, đều là bạn bè cũ, sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Điền đội trưởng, tôi cũng không còn cách nào khác, phải làm theo mệnh lệnh thôi. Vừa nãy thấy cậu uống rượu mà không thấy mồi. Đây là gà nướng mà tôi mua cho Bạch Linh, cậu cũng ăn chút đi. Đội trưởng Điền, anh cũng thật chu đáo đó. Lập tức uống thuốc. Tối nay 12 giờ giải cứu ở bệnh viện. Ám hiệu liên lạc, Bạch Tuộc lên bờ, thuyền phải ra biển. Bạch Linh, lần trước anh tặng em gà nướng, nhưng em không ăn được. Bây giờ ăn liền đi. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Canh trực kỹ trước cửa cho tôi. Nghe rõ chưa?
Rõ. Đội trưởng Điền vẫn còn ở đây à? Sao vậy? Nhìn chưa đủ sao? Được rồi, về đi, đừng có lề mề nữa. Thiếu tá Nachikawa có lệnh, nếu Bạch Linh xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì tôi cũng sẽ mất mạng đó. Mời cho. Tiền Nhất Phi, tôi cảnh cáo cậu, nếu như Bạch Linh có chuyện gì thì cậu gánh vác không nổi đâu. Đóng cửa lại cho tôi. Sau khi uống vào sẽ tạo ra hiện tượng hôn mê 10 tiếng. Sau 10 tiếng sẽ tỉnh dậy. Nhưng mà cái gì? Chỉ có thể tỉnh dậy trong 2 tiếng thôi. Sau 2 tiếng đó thì sao? Trong 2 tiếng đó nhất định phải uống thuốc giải, nếu không sẽ mất mạng. Bây giờ còn 8 tiếng rưỡi nữa là Bạch Linh sẽ tỉnh lại. Quả qua lão Tần, hai người trông coi cầu thang, hai cậu trông coi cửa. Đại pháo nhị pháo đi theo tôi, nhớ là 4 tiếng thay ca một lần. Dân. Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu chứ? Rốt cuộc Bạch Linh có uống thuốc không? Và thuốc này từ đâu mà ra? Điền Tiểu Mãn, Đường Thiên Minh, hay là Tiền Nhất Phi? Thiếu tá, cô nghi ngờ có người động tay vào Bạch Linh sao? Bây giờ tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Dù sao thì Bạch Linh là người thân cận với Chu Tấn Đào, hiềm nghi của cô ta lớn nhất. Nhưng bây giờ cô ta đã hôn mê rồi, chúng ta không thể không phòng bị. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ chính là phải tìm ra người tiếp xúc ngầm với Bạch Linh. Gần đây người tiếp xúc chính diện với Bạch Linh chỉ có anh của cô. Anh ta đã có đưa đồ cho Bạch Linh, nhưng Kazu không thẩm vấn ra được gì. Cô đưa Đường Thiên Minh đến phòng thẩm vấn. Còn nữa, đưa tất cả những người lính trực ban hôm đó đến đây luôn. Có hai người đã bị Kazu bắn chết rồi. Vậy đưa tất cả những người có liên quan, bao gồm cả lính gác ngoài phạm vi. Dân, đợi đã. Thiếu tá, cô còn gì căn dặn nữa? Theo dõi thật kỹ Điền Tiểu Mãn. Cô nghi ngờ đội trưởng Điền. Nếu như hôm nay anh ta chỉ có một mình đến thăm Bạch Linh, thậm chí là cứu Bạch Linh, tôi đều sẽ không nghi ngờ anh ta. Nhưng nếu có tổ chức hoặc có mưu tính từ trước thì không chỉ có thể xác định Bạch Linh là nội gián, mà còn có thể xác định Điền Tiểu Mãn cũng chính là nội gián. Ngài Đường, thiếu tá Nachikawa muốn gặp anh. Cô ấy muốn gặp tôi. Cô ấy có thể về nhà gặp mà. Anh vẫn là nên theo tôi một chuyến. Đi đâu?
Đến nơi rồi anh sẽ biết thôi. Mời. Các người có ý gì? Là Thiên Kỳ kêu các người làm vậy à? Dẫn đi. Đừng đụng vào tôi. Tự tôi biết đi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mua thuốc lá không? Cho tôi một bao. Được, cảm ơn anh. Đi đường không cẩn thận gì, đụng vào cái đấm của tôi rồi. Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ là người đánh giày thôi. Xin lỗi nha người anh em. Giày của tôi vẫn còn sạch. Thời buổi này làm đánh giày cũng đem theo súng sao? Rất có uy phong đó. Không nói thật thì tôi bẻ răng cậu để đóng giày. Thật ra tôi là... Tôi nhìn ra cậu là đặc vụ rồi. Muốn ám sát đội trưởng sao? Thiên Kỳ, rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại dẫn anh tới đây? Bởi vì ở đây thích hợp với anh. Thích hợp với anh. Có gì em nói thẳng đi. Lần trước anh đến nhà giam thăm Bạch Linh, rốt cuộc còn chuyện gì che giấu không? Lúc ca dư thẩm vấn anh đã nói rõ hết rồi mà. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Bây giờ Bạch Linh đã nằm ở bệnh viện rồi. Nằm trong bệnh viện rồi. Tại sao vậy? Có phải em dạy vợ cô ấy không? Hiện Bạch Linh đang hôn mê bất tỉnh. Có thể tỉnh lại hay không? Phải xem tạo hóa của cô ta rồi. Thả anh ra. Thả anh ra. Anh phải đi gặp Bạch Linh. Thả anh ra. Thả ra. Các người ra ngoài trước đi. Đội trưởng, vừa nãy tôi gặp Thủy Sinh. Cậu ấy nói anh bị theo dõi rồi. Chính là người này. Vừa nhìn là biết cậu hán gian rồi. Tiêu diệt hắn đi là xong. Giữ lại đi, sẽ có ích đó. Đúng rồi, chuẩn bị xe xong chưa? Dựa theo yêu cầu của anh, đã chuẩn bị xong hết rồi. Mau chóng đưa hắn ta vô xe, trói chặt hắn lại. Dừng. Đến lúc đó, chúng ta gặp ở nơi hẹn. Nhất định phải hành động cẩn thận. Được, dừng. Em thả anh ra đi. Anh phải đi gặp Bạch Linh. Nếu không phải vì anh thì Bạch Linh sao có thể nhập viện chứ? Ý em là sao?
Bạch Linh là vì trúng độc nên mới hôn mê bất tỉnh. Và chỉ có anh là người từng đến phòng giam thăm Bạch Linh, còn đưa cô ta gà nướng. Sao hả? Em nghi ngờ anh muốn hại Bạch Linh à? Anh, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Anh phải tin em. Nếu anh có chuyện gì không tiện nói thì bây giờ có thể nói cho em biết. Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cứu anh mà. Con gà đó rốt cuộc có phải của Điền Tiểu Mãn không? Lúc hắn kêu anh đưa gà, có còn kêu anh đem đồ gì khác không? Ví dụ như thuốc hay gì đó. Anh nhất định phải nói cho em biết. Chỉ cần anh nói cho em biết, em có thể giúp anh bắt được người đã hại Bạch Linh. Là Điền Tiểu Mãn kêu anh đưa gà. Chuyện này bọn em cũng biết mà. Bây giờ em đang nghi ngờ anh và Tiểu Mãn muốn hại Bạch Linh à? Đúng không? Thiên Kỳ à, nếu như bây giờ Bạch Linh thật sự trúng độc thì em còn mừng không hết nữa là. Em còn ở đây giả vờ thẩm vấn anh làm gì? Anh nói năng lung tung gì vậy? Anh không hề nói năng lung tung. Trong lòng em nghĩ gì anh không hiểu sao? Năm đó bọn em hợp tác chuốt xe Tiểu Mãn, giả vờ mất đi sự trong trắng. Thủ đoạn bỉ ổi như vậy em còn làm ra được thì Đường Thiên Kỳ em còn chuyện gì không dám làm nữa. Hay lắm. Có phải bây giờ em còn muốn nổ súng bắn chết anh không?